Thùy Linh kính mời quý khán thính giả theo dõi channel Ngô Phong Today. Hôm nay sáng thứ Sáu, ngày 4 tháng 8. Và như thường lệ, video tiếp theo sẽ được phát hành trên kênh Ngô Phong 247. Và sau đây là tiêu đề các bản tin sẽ có trong phần 1 của chương trình. Những điểm đáng chú ý trong phiên tòa của Trump về sự kiện 6 tháng 1. Hai quân nhân Mỹ Cốc Hòa tuần bí mật an ninh cho Trung Quốc tranh cãi về hàng trào nổi của Texas với chính quyền Mexico, nạn nhân đuối nước chết ở Rio Grande. Theo dòng thời sự, Robert F. Kennedy Jr., người di truyền của hoàng gia chính trị, nhưng lại đánh đổi nhân cách, hòng tìm đường đến quyền lực. Và nhiều tin khác nữa. Kính thưa quý vị, như nhiều người đã tiên liệu, bị cáo trump đã không nhận tội hôm thứ năm tại phiên tòa 27 phút buộc tội ông âm mưu lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 trước cuộc tấn công vào điện capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 ông trump xuất hiện trước tòa liên bang ở washington dc chỉ cánh hiện trường vụ án chỉ vài dãy nhà trump đã không nhận bất cứ tội nào trong cả bốn tội danh trong bản cáo trạng gồm âm mưu lừa gạt hoa kỳ âm mưu cản trở một thủ tục tố tụng chính thức, cản trở và cố gắng cản trở một thủ tục tố tụng chính thức và tội thứ tư, âm mưu chống lại dân quyền, đặc biệt là quyền đi bầu. Trong phiên tòa tại DC, Trump đã tỏ ra lúng túng và nói lắp bắp khi được yêu cầu phát biểu tên và ngày sinh của mình. Sự chờ đợi dường như khiến bị cáo cảm thấy đặc biệt bất an. Khi thẩm phán yêu cầu bị cáo phát biểu tên và ngày sinh, Trump đã có chút lúng túng ông đã phải dùng đến một chút thời gian để tìm ra cả hai mẫu thông tin. Theo báo cáo từ tờ Independent, Donald J. Trump, John Donald John Trump, Trump ngập ngừng trả lời. Tiếp theo, khi được hỏi về ngày sinh, ông lại tiếp tục bóp phải lời nói. Ban đầu ông nói 777 trước khi tự sửa lại thành 77. Sau lời buộc tội, các công tố viên không yêu cầu tạm giam bị cáo trước khi xét xử nhưng các công tố viên đã nhắc nhở phía ông Trump trong phiên tòa hôm thứ Năm rằng hiến pháp cho phép một phiên tòa xét xử nhanh chóng. Phản kháng lại, luật sư Trump John Laurel gọi việc đề xuất xét xử vụ án trong vòng 70 ngày theo quy định của đạo luật xét xử nhanh là vô lý. Lý do là lượng thông tin khổng lồ mà các công tố viên dự kiến sẽ trình bày trong quá trình khám phá. Chủ tòa phiên tòa đã yêu cầu các bên đưa ra kiến nghị và sau đó ấn định 3 ngày cho phiên điều trần tiếp theo, 21, 22 hoặc 28 tháng 8. Công tố viên yêu cầu ngày sớm nhất, trong khi luật sư Trump đã yêu cầu ngày 28. Thẩm phán sơ thẩm đã chấp nhận. Được biết, bị cáo Trump không cần xuất hiện trong phiên tòa tiếp theo này. Có thể thấy, chiến thuật trì hoãn này không chỉ dành riêng cho vụ việc diễn ra vào ngày 6 tháng 1. Trong vụ xét xử về các tài liệu mật, các luật sư Trump đã thể hiện rõ ràng rằng họ đang chuẩn bị một chuỗi đề nghị, mục đích câu kéo thời gian càng xa càng tốt. Mặc dù phiên buộc tội thứ ba của Trump được dư luận chú ý không kém gì hai lần trước, nhưng thái độ của bị cáo Trump trong phiên tòa có sự đảo chiều rõ rệt. Trump dành vài giây nhìn chăm chăm về hướng của công tố viên đặc biệt Jack Smith, một sự đảo ngược vai trò so với phiên buộc tội vào tháng 6 ở Florida. Nơi công tố viên kỳ cựu nhìn Trump với ánh mắt sắc lạnh. Ba sĩ quan cảnh sát, những người đã bảo vệ Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, cũng có mặt tại tòa án liên bang, chỉ cách đó vài dãy nhà từ nơi cuộc tấn công ủng hộ Trump từng diễn ra. Mối liên kết không thể tách rời giữa hai vụ kiện liên bang của Trump do cùng một công tố đặc biệt truy tố đã được trưng diện một cách rõ ràng. Theo chuyên gia pháp lý Andrew Weissman, người từng là công tố viên trong 21 năm và là luật sư bào chữa trong 5 năm, có hai điểm bất thường đã diễn ra trong phiên tòa. Điểm đầu tiên, theo thường lệ, thẩm phán sơ thẩm sẽ trao đổi với thẩm phán đang được bổ nhiệm. Trong trường hợp này là thẩm phán Tanya Chicken, để xác định ngày tiếp theo của phiên tòa. Nhưng trong trường hợp này, sự chú trọng vào ngày xét xử tiếp theo đã trở thành mối quan tâm lớn Andrew Weissman đã nói trên MSNBC. Nhiều người, cũng như tôi, cho rằng việc thẩm phán Chicken không tập trung vào việc liệu vụ án có kịp được xử lý trước cuộc tổng tuyển cử năm 2024 hay không, mới là vấn đề thực sự. Rõ ràng là luật sư của Trump, John Laurel, cũng nhận ra điều này, và thậm chí đã đề cập trong phiên tòa rằng ông ấy cần biết thông tin về quy mô của cuộc điều tra. Việc này sẽ thu hút nhiều sự chú ý, một số lượng lớn tài liệu khám phá sẽ xuất hiện và nhóm của ông smith sẽ phải giải quyết điều này cuộc đấu tranh sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn điều thứ hai không bình thường là điều kiện tiêu chuẩn mà thẩm phán thường nhắc nhở bị cáo là họ cần phải có mặt trong mỗi phiên tòa điều này vô cùng quan trọng và là mục đích chính của việc bảo lãnh nhưng tôi nghe nói rằng trong trường hợp này điều kiện quan trọng nhất là không vi phạm pháp luật Tiếp theo là không can thiệp vào bội thẩm đoàn. Trong suốt 21 năm làm công tố viên và 5 năm là luật sư bào chữa, tôi chưa từng nghe thấy điều này. Trước đó tại phiên tòa, Trump đồng ý sẽ không vi phạm luật liên bang hay tiểu bang, và sẽ ra hầu tòa theo yêu cầu. Nếu không tuân thủ, ông có thể sẽ đối mặt với Jack bắt giữ, và những điều kiện trả tự do sẽ bị thu hồi mở ra khả năng ông ta có thể bị tạm giữ cho đến khi xét xử và bị cáo buộc khinh thường lệnh tòa. Thẩm phán Upadhyaya lưu ý, Trump không được trả đũa các nhân chứng hay cản trở thực thi công lý. Thưa quý vị, những điểm khác biệt trong phiên tòa buộc tội bị cáo Trump cho thấy sự phức tạp và độc đáo của quá trình pháp lý, và cũng gợi lên những câu hỏi về cách mà chúng ta tiếp cận và hiểu về hệ thống pháp lý trong khi mục tiêu cuối cùng của quá trình tư pháp là tìm kiếm công lý quá trình này cũng phản ánh rõ ràng về sự cần thiết phải chấp nhận và đương đầu với những bất thường để có thể nhìn nhận rõ hơn về hệ thống pháp lý và các vấn đề nổi lên trong từng trường hợp cụ thể một câu chuyện đã được kể nhưng còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời và càng ngày các khía cạnh bất thường trong phiên tòa buộc tội trump càng thu hút sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và chờ đón những phát triển tiếp theo. Ở một diễn biến khác đáng chú ý, trên chương trình Fox News với Laura Ingraham, luật sư Trump Laurel dường như thừa nhận một cáo buộc trong bản cáo trạng liên quan đến ngày 6 tháng 1 của Trump. Ông Laurel nói, điều mà cựu tổng thống Trump đã nói là hãy đi theo lựa chọn đi, tức là hãy tạm dừng việc bỏ phiếu và cho phép các cơ quan lập pháp tiểu bang xem xét cuối cùng và quyết định liệu cuộc bầu cử đã diễn ra công bằng hay chưa. Đó là quy định theo hiến pháp, đây không phải là vấn đề hình sự. Ông luật sư Laurel sau đó cũng đã nói điều tương tự như vậy trên đài Newsmax. Lawrence O'Donnell, người dẫn chương trình đài MSNBC, đã tỏ ra ngạc nhiên với những phát biểu này. Ông nói, đây là một luật sư bào chữa hình sự của Trump đang trích dẫn điều mà Donald Trump phạm tội. Hôm nay, luật sư bào chữa hình sự của Trump đã thêm thông tin vào mô tả 42 trang của Jack Smith về tội ác của Trump. Cuộc trò chuyện mà John Laurel vừa mô tả nằm trên trang 34 của bản cáo trạng chống lại khách hàng của ông ta. O'Donnell chỉ ra, Cũng xin nhắc lại, bản cáo trạng cho biết trong một cuộc họp ngày 4 tháng 1, Nguyên đơn và đồng phạm thứ hai đã yêu cầu Phó Tổng thống từ chối một cách đơn phương các đại cử tri hợp pháp từ bảy tiểu bang nhắm đến hoặc gửi câu hỏi về độ hợp pháp cho các cơ quan lập pháp của tiểu bang xem xét. Bản cáo trạng còn cho biết, vào tối ngày 6 tháng 1, cùng đồng phạm một đã gửi email cho luật sư của ông Pence cho rằng Phó tổng thống đã vi phạm đạo luật đếm phiếu bầu cử. Tôi mong ông xem xét một vi phạm nhỏ của ECA và hoãn lại trong 10 ngày để cho phép các cơ quan lập pháp hoàn thành các cuộc điều tra của họ cũng như cho phép kiểm toán đầy đủ về số lượng lớn các hoạt động bất hợp pháp đã xảy ra. Người viết email nói, người được cho là luật sư John Eastman. Andrew Weissman, chuyên gia pháp lý và cựu luật sư của Bộ Tư pháp, đã coi các tuyên bố của luật sư Trump, Laurel, là một sự thừa nhận. Tôi không hiểu tại sao một luật sư bào chữa lại bắt đầu công khai sự thật về một khoảnh khắc quan trọng. Và nói thêm, đây là điều đáng sợ khi bạn xem xét bối cảnh vì hãy nhớ những gì bạn cáo trạng cáo buộc. Lý do mà điều này phải được thực hiện với phó tổng thống là vì tất cả những nỗ lực mà Trump đã thực hiện với các bộ trưởng hành chính bang không thành công. Tôi không hiểu tại sao John, một luật sư giỏi, không biết giữ im lặng. Ông tiếp tục. Glenn Kushner, cựu công tố viên liên bang, cũng bị sốc, nói rằng họ không dạy cách xử lý trên truyền hình ở trường luật. Theo một cuộc thăm dò của Reuters trưng ra hôm thứ Năm, khoảng một nửa số cử tri Cộng hòa sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump nếu bị kết tội. Đây là một dấu hiệu cho thấy những rủi ro nghiêm trọng cho cuộc tranh cử năm 2024 của ông Trump khi phải đối mặt với các vụ án hình sự nghiêm trọng. Cuộc thăm dò kéo dài hai ngày của Reuters tìm hiểu ý kiến những người được thăm dò với câu hỏi liệu họ có bỏ phiếu cho Trump làm tổng thống vào năm tới hay không nếu ông bị bồi thẩm đoàn kết trọng tội. Trong số các cử tri Cộng hòa, 45% cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho ông, nhiều hơn so với 35% cho biết họ sẽ tiếp tục ủng hộ. Số còn lại trả lời không biết. Với câu hỏi liệu họ có bỏ phiếu cho Trump nếu ông ta hiện đang thụ án trong tù hay không, 52% cử tri Cộng hòa trả lời không so với 28% vẫn tiếp tục ủng hộ. Khi được hỏi việc một người bị kết án trọng tội sẽ ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu của họ, 71% người cộng hòa cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho người bị kết án, so với 52% nếu người đó là ông Trump. Cuộc thăm dò mới nhất này cho thấy các cử tri cộng hòa với 75% đồng ý rằng các cáo buộc truy tố ông Trump là có động cơ chính trị, 20% không đồng ý và phần còn lại trả lời không biết. Kế tiếp là bản tin về an ninh quốc gia liên quan đến Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo thông tin từ Reuters, Bộ Tư pháp cho biết hai lính hải quân Hoa Kỳ gốc Hòa đã bị bắt vì bị tình nghi chuyển giao tài liệu an ninh quốc gia nhạy cảm cho Trung Quốc. Sĩ quan Patty Wang Hanzhao, 26 tuổi, đang bị đối mặt với các cáo buộc về âm mưu và nhận hối lộ. Đặc biệt, Giao bị cáo buộc đã nhận khoảng 15.000 đô để đổi lấy các hình ảnh và video về thông tin quân sự nhạy cảm của Hoa Kỳ. Một lính hải quân khác, Jin Chao Wei, cũng đang bị điều tra về việc âm mưu chuyển giao thông tin quốc phòng cho Trung Quốc để đổi lấy hàng ngàn đô la. Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp Matt Olson cho biết rằng, những hành động này đã cho phép thông tin quân sự nhạy cảm lọt vào tay Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Giao bị cáo muộn đã gửi cho phía Trung Quốc các thông tin nhạy cảm về cuộc tập trận quân sự của Hoa Kỳ tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cũng như các chi tiết về hệ thống radar và cơ sở hải quân của Hoa Kỳ ở nhiều địa điểm. Trong khi đó, Wei bị buộc tội tiết lộ thông tin về hàng không mẫu hạm USS Essex, nơi anh ta đang công tác, cũng như thông tin về các tàu chiến khác của Hoa Kỳ, bao gồm các hướng dẫn kỹ thuật về võ khí, cấu trúc sức mạnh và hoạt động của Essex các viên chức hoa kỳ đã lên án mạnh mẽ về chiến dịch gián điệp của trung quốc đặc vụ fbi stacy moy nói rằng đối với hoa kỳ không có mối đe dọa nào lớn hơn trung quốc bắc kinh bất chấp thủ đoạn để tiến lên trong kế hoạch trở thành siêu cường duy nhất của thế giới tất nhiên việc này tiếp tục tạo thêm căng thẳng mối quan hệ giữa hoa kỳ và trung quốc một mối quan hệ đã và đang phức tạp với nhiều tranh chấp liên quan đến an ninh quốc gia và thương mại trong khi Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc tiến hành gián điệp và tấn công mạng. Bắc Kinh đã bán bỏ các cáo buộc và tuyên bố rằng họ cũng đang đối mặt với mối đe dọa gián điệp. Chính quyền Mexico mới đây thông báo, một phụ nữ di dân người Honduras tạm thời xác định con trai của bà là một trong hai người đã tử vong được cứu hộ từ sông Rio Grande. Nhưng cơ quan này xác nhận, nạn nhân 20 tuổi người Honduras không phải là người đã tử vong gần hàng trào nổi mà thống đốc Texas, Greg Abbott, đã lắp đặt đối diện với Eco Pass, Texas. Theo Bộ Ngoại giao Mexico, thi thể được phát hiện cách các vào khoảng 3 dặm về phía thượng nguồn, đã được mẹ của nạn nhân nhận diện tạm thời. Nhưng do thi thể đã bị phân hủy nặng, nên việc xác nhận danh tính cuối cùng sẽ phụ thuộc vào xét nghiệm dấu vân tay. Người mẹ hiện đang tạm trú tại một trung tâm hỗ trợ người di cư ở Piedras Negras, thị trấn biên giới của Mexico đối diện với Eagle Pass. Bà nhận diện con trai mình thông qua các hình xăm trên cơ thể của thi thể. Chính quyền vẫn chưa có thông tin về danh tính của người thứ hai tử vong được phát hiện trên sông gần các phao. Không có giấy tờ nào được tìm thấy trên thi thể và chưa có ai đến báo cáo về nạn nhân. Mexico và một số quốc gia khác đã cảnh báo về những rủi ro do những phao có kích thước bằng quả bóng màu cam sáng, có khả năng phá hủy, được đặt trên sông Rio Grande nhằm ngăn cản người di cư vào Hoa Kỳ. Bộ ngoại giao Mexico cũng lên án rằng hàng rào vi phạm các hiệp ước về sử dụng dòng sông và chủ quyền của Mexico. Bộ đã rõ ràng bày tỏ mối lo ngại về tác động đối với sự an toàn và nhân quyền của người di cư do các chính sách của chính quyền Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Mexico nói trong tuyên bố vào tối thứ Tư. Đám lại, phái ngôn viên của thống đốc Abbott đã bác bỏ quan điểm của chính phủ Mexico trong một tuyên bố phát đi vào thứ Năm, khẳng định thông tin ban đầu cho thấy nạn nhân đã chết đuối trước khi tiếp cận hàng rào. Người phát ngôn nhấn mạnh các sĩ quan Texas đã kiểm soát chặt chẽ các hàng rào và không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào cố gắng vượt qua kể từ khi chúng được lắp đặt. Đồng thời thảm thương mà nói rằng Thật đáng buồn khi phải thấy những vụ tử vong do chết đuối ở sông Rio Grande của những người cố gắng bất hợp pháp vượt biên lại trở nên quá phổ biến. Như tin đã loan, hàng rào của thống đốc Abbott đã được lắp đặt từ tháng 7, kéo dài gần bằng ba sân bóng đá. Thiết kế của nó nhằm làm tăng khó khăn cho người di cư khi cố gắng leo qua hoặc bơi dưới hàng rào. Bộ Tư pháp Liên bang hiện đang đưa thống đốc Abbott ra tòa vì việc lắp đặt hàng rào nổi. Họ yêu cầu tòa án buộc bang Texas phải tháo dỡ nó. Chính quyền của Tổng thống Biden cũng đưa ra lập luận. Hàng rào này là nguồn cơn gây ra những mối lo ngại về nhân đạo và môi trường. Thông tin cập nhật thêm. Một số chính sách quan trọng của chính quyền ông Biden ám đặt các hạn chế tị nạn đối với người di cư ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico có thể vẫn có hiệu lực cho đến thời điểm hiện tại. Một tòa phúc thẩm liên bang đã ra phán quyết hôm thứ Năm Điều này có nghĩa là quy tắc mới mà chính quyền Biden đã ghi công một phần trong việc giảm mạnh số lượng người di cư trái phép có thể được giữ nguyên. Trong khi chờ kết quả kháng cáo phản quyết của thẩm phán vào tháng trước cho rằng nó vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Phần tiếp nối chương trình mời quý vị đến với chủ đề bàn luận. Robert F Kennedy Jr, người di truyền của hoàng gia chính trị nhưng lại đánh đổi nhân cách, không tìm đường đến quyền lực. Thưa quý thính giả, Robert F. Kennedy Jr., ứng cử viên tổng thống từ đảng Dân Chủ, đã gây chú ý trong thời đại dịch COVID với quan điểm phản đối mạnh mẽ việc chích vaccine. Mặc dù ông khẳng định rằng ông không phản đối vaccine. Ông đã liên kết với những người có tầm ảnh hưởng cực hữu như Tucker Carlson, C. Bannon và Michael Flynn nhằm nâng hồ sơ nổi tiếng của mình. Tuy nhiên, ông vẫn mô tả mình là một đảng viên đảng Dân Chủ trung thành kế thừa từ gia đình Kennedy. Trong khi ông Kennedy đang đối đầu với Tổng thống Biden, câu chuyện mà ông kể về bản thân, công việc và giá trị mà ông đại diện thường khác xa so với hồ sơ thực tế của mình. Dù việc Kennedy thách thức Tổng thống đương nhiệm có thể được coi là mục tiêu xa vời, nhưng ông đã thu hút sự chú ý của truyền thông nhờ tên tuổi có xu hướng cực hữu và khả năng làm suy yếu ông Biden trước cuộc bầu cử Tổng thống 2024. Ông ta nhận được sự tán thưởng từ các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa như Donald Trump và thống đốc Florida Ron DeSantis. Trong khi đó, những người mộ Trump, bao gồm Rochester, đã gây sự chú ý bằng cách đề xuất liên danh Trump-Kennedy. Deborah Duval, 62 tuổi, bà phục vụ ủy ban điều hành GOP của quận Lee, Florida, tuyên bố mình là một người ủng hộ Trump từ lâu, nhưng giờ đây đã nói: "Tôi sẽ chọn Trump hoặc Robert Kennedy." hoặc cả hai. Bà nói, giải thích rằng bà tin tưởng vào họ vì họ không thể bị mua chuộc. Sự ủng hộ như vậy đã phản ánh một số mâu thuẫn trong chiến dịch tranh cử của Kennedy. Ông muốn khôi phục đảng Dân Chủ, trong khi cũng liên kết với những nhân vật cực hữu, những người đã phá hoại nền Dân Chủ. Ông tự hào về thành tích bảo vệ môi trường, nhưng cũng thúc đẩy Bitcoin một loại tiền điện tử tiêu thụ nhiều năng lượng, gây ra sự phản đối từ cộng đồng bảo vệ môi trường. Mặc dù Kennedy, xin gọi tắt là RFK Jr., đã dựa vào di sản của đảng Dân Chủ từ chú, Tổng thống John F. Kennedy và cha Robert F. Kennedy để lồng ghép vào các bài phát biểu hay các lần xuất hiện trên podcast và tài liệu tranh cử. Nhưng thực tế là ông đã bị gia đình mình lánh xa và thậm chí tố cáo ông. Jack Schlossberg, cháu trai của Tổng thống Kennedy, đã đưa ra một lời phê phán mạnh mẽ về cuộc chạy đua Tổng thống của anh họ mình, thông qua một video trên Instagram vào tháng 7. Schlossberg chỉ trích RFK Jr. vì đang thương mại hóa danh tiếng của gia đình, lạm dụng những mối xung đột và đưa ra những thuyết âm mưu, tất cả vì lợi ích và danh tiếng cá nhân. Schlossberg thừa nhận, tôi đã lắng nghe anh ấy, tôi biết anh ấy Tôi không thể hiểu tại sao mọi người lại nghĩ rằng anh ấy nên làm tổng thống. Những gì tôi biết chắc chắn là cuộc chạy đua tổng thống của anh ấy đang làm nhục cả gia đình chúng tôi. Đáng chú ý những bình luận gần đây của RFK Junior, trong đó ông đề xuất rằng COVID có thể đã được nhắm mục tiêu theo sáng tổng, để giải thích việc người Do Thái Ashkenazi và người Trung Quốc được miễn dịch. Thuyết âm mưu này cũng đã khiến chị gái Carrie Kennedy cực lực phản đối sự khác biệt rõ rệt giữa những gì RFK Jr. nói và hành động của ông trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, khi ông được mời làm chứng trước Ủy ban Quốc hội vào tháng 7 bởi các thành viên đảng Cộng hòa. Trong lúc này, một số nhà hoạt động chống vaccine, một số trong số đó là những người làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận Children's Health Defense của RFK Jr. đã quan sát khi ông khẳng định, tôi chưa bao giờ chống vaccine, tôi chưa bao giờ khuyên công chúng nên tránh chích ngừa nhưng đây không phải là sự thật. RFK Jr. đã nhiều lần công khai phản đối việc chích vaccine. Ví dụ, trong một cuộc phỏng vấn podcast vào tháng 7, ông đã nói rằng không có vaccine nào an toàn và hiệu quả. Và ông còn nói với Fox News rằng ông vẫn tin tưởng vào ý tưởng từ lâu đã bị bác bỏ rằng vaccine có thể gây ra bệnh tự kỷ. Trong một podcast năm 2021, ông đã kêu gọi mọi người chống lại hướng dẫn của CDC về việc chích vaccine cho trẻ em. RFK Jr. đã từng nói, Tôi gặp một người trên con đường mòn đang cõng một đứa bé, và tôi đã khuyên anh ta rằng không nên chích vaccine cho bé. Trong một video quảng cáo cho chiến dịch dán nhãn chống vaccine của tổ chức phi lợi nhuận của mình, RFK Jr. xuất hiện bên cạnh một nhãn dán có dòng chữ, nếu bạn không phải là người chống vax bạn không phải chú ý. Khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ tài chính chiến dịch tranh cử của RFK Jr., việc chống vaccine trở nên rõ ràng là một khía cạnh trung tâm. Một số nhân viên và chuyên gia tư vấn chiến dịch của ông đã từng làm việc cho tổ chức chống vaccine Children's Health Defense của ông, bao gồm Mary Holland, Stephanie Spear và Zen Honeycutt, người đã tổ chức một chương trình cho kênh truyền hình của nhóm CHD TV. Hiện tại, Children's Health Defense đăng kiện một số tổ chức thông tin truyền thông, trong đó có cả hãng tin AP, với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền bằng việc lan truyền thông tin sai lệch cả về COVID và vaccine COVID. Theo AP, chiến dịch đã trả cho KFP Consulting, một công ty tư vấn có trụ sở tại Texas do Del Bigtree, người dẫn đầu nhóm chống vaccine ICANN, và là một người có ảnh hưởng lớn trong phong trào chống vaccine, hơn 13.000 đô la cho dịch vụ tư vấn truyền thông. Big Tree có vẻ như vẫn đang làm việc cho chiến dịch vào tuần trước, khi một phóng viên của hãng tin AP đã thấy anh ta đang giúp đỡ tổ chức một sự kiện của RFK Jr. ở New York. RFK Jr. đã nhận được sự ủng hộ đáng kể từ những người đã phổ biến thông tin sai lệch về virus corona và vaccine, trong đó có Steve Kirsch, Doanh nhân tuyên bố sai sự thật rằng vaccine COVID đã gây tử vong nhiều hơn là cứu sống. Bác sĩ chỉnh hình Patrick Flynn, Kevin Stillwagon và nhiều người khác nữa. Ty và Charlene Bollinger, những người điều hành một doanh nghiệp chống vaccine và có mối quan hệ tài chính với RFK Jr., theo báo cáo trước đó của AP, đã đóng góp hơn 6.000 đô. Họ cùng với Big Tree, cố vấn truyền thông của RFK Jr. đã tổ chức một cuộc biểu tình gần tòa nhà quốc hội vào ngày 6 tháng 1. Trong đó, Ty Bollinger đã công khai tham gia. American Values 2024, một siêu pack hỗ trợ Kennedy, được điều hành bởi các đồng minh gần gũi, những người đã phát triển các quan điểm chống vaccine. John Gilmore, cựu chủ tịch Children's Health Defense ở New York, là CEO, và Tony Lyons, nhà xuất bản của Kennedy, là đồng chủ tịch kennedy cũng nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng kể từ các nhóm cánh hữu hilde divine pack một siêu pack hỗ trợ chiến dịch tổng thống của kennedy có mối liên hệ mạnh mẽ với đảng cộng hòa hilde divine pack được quản lý bởi chiến lược rta một công ty tư vấn chiến dịch đã làm việc với nhiều chính trị gia cộng hòa bao gồm maga maturi taylor green và cựu ứng cử viên thượng viện georgia Herschel walker jason Bowes người làm việc cho chiến lược rta và từng là nhà tài trợ cho trump và nhiều chính trị gia cộng hòa khác là thủ quỹ của park rfk jr đã phủ nhận việc biết bose hoặc Hilda divide park khi được hỏi tại phiên điều trần quốc hội tuy nhiên video trực tuyến cho thấy ông ta đã tham gia một sự kiện của Hilda divide chỉ hai ngày trước rfk jr nói rằng nếu trở thành tổng thống ông ta sẽ đấu tranh cho sự minh bạch trong chính phủ làm giảm sự chia rẽ chính trị, đảo ngược tình hình suy thoái kinh tế, chấm dứt chiến tranh và bảo vệ quyền tự do dân sự. Và như các nhà hùng biện cực hữu khác, ông ta xem quyền tự do ngôn luận cho cái gọi là một phần quan trọng trong quan điểm của mình. Kennedy liệt kê môi trường là một trong sáu ưu tiên hàng đầu của mình trên trang web vận động tranh cử và đã dành nhiều năm để nêu lên những vấn đề liên quan đến ô nhiễm và biến đổi khí hậu, trong vai trò là một luật sư bảo vệ môi trường. Nhưng ông ta đã chọn viên ủng hộ Bitcoin, một loại tiền điện tử có tiêu hào năng lượng lớn, là một phần quan trọng trong chương trình hành động của mình. Scott Faber, thuộc nhóm công tác môi trường, nói rằng khai thác Bitcoin, quy trình tạo ra tiền tệ mới, tiêu thụ một lượng điện khổng lồ, nhiều hơn cả mức tiêu thụ của một số quốc gia Điều này xuất phát từ việc bitcoin hoạt động bằng cách giao cho một mạng lưới máy tính siêu cấp giải các câu đố toán học phức tạp. Ngay cả khi các loại tiền điện tử khác đã tìm ra những phương pháp khai thác tiết kiệm năng lượng hơn nhiều. Faber chia sẻ, không ai có thể tự nhận mình là nhà bảo vệ môi trường mà lại ủng hộ một tài sản kỹ thuật số tiêu thụ năng lượng hơn tổng số điện mà tất cả người Mỹ dùng để thắp sáng trong nhà. Thực tế là Bitcoin gây ra nhiều ô nhiễm khí hậu hơn bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào khác. Tùy vấn đề môi trường của Bitcoin, một số thành viên đảng Dân Chủ, bao gồm cả các viên chức được bầu, đã ủng hộ loại tiền tệ này. Kennedy, trong một cuộc họp tại Hội nghị Bitcoin 2023, đã cho biết những người như ông sẽ tiếp tục thúc đẩy việc cải thiện trong lĩnh vực này. Ông đã đề xuất rằng nhu cầu về Bitcoin sẽ thúc đẩy đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo mới. Nhưng các tài liệu tài chính của RFK Jr cho thấy, ông đã đầu tư cá nhân từ 100.000 đến 250.000 đô la vào Bitcoin và ông đã cam kết tại hội nghị Bitcoin 2000. Ông đã đầu tư cá nhân từ 100.000 đến 250.000 đô vào Bitcoin và ông đã cam kết tại hội nghị Bitcoin 2023 rằng ông sẽ không để tranh cãi về môi trường cản trở việc sử dụng tiền tệ. Là chủ tịch Tôi sẽ bảo vệ quyền của bạn đối với việc sở hữu và sử dụng Bitcoin, ông khẳng định. RFK Jr đã dành nhiều năm gần đây để xây dựng mối quan hệ với nhóm cực hữu. Ông đã tham gia các chương trình của InfoWars, được điều hành bởi ông trùm thuyết âm mưu Alex Jones. Ông đã liên kết với các chương trình của Steve Bannon và Tucker Carlson, những đồng minh Trump. Ông còn tham gia Reawaken America Tour, chương trình của cựu tướng thất sủng Michael Flynn và vui sướng chụp hình cùng Flynn, Charlie Bollinger và Richard Stone. Những cuộc xuất hiện này đã nhận được sự ủng hộ của phe cực hữu, cũng như nhận được sự ủng hộ từ những tín đồ MAGA. Một số trong số họ đã đề nghị rằng Kennedy có thể là một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí phó tổng thống. Tại một cuộc vận động vào ngày 1 tháng 7 ở thị trấn Pickens, Nam Carolina, Adrian Pashevsky, một doanh nhân tự mô tả mình là một người theo chủ nghĩa tự do, hơn là một đảng viên Cộng hòa, đã đề nghị RFK Jr. là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí phó tổng thống của Trump. Tôi nghĩ rằng họ sẽ tạo thành một cặp đôi tốt. Ông này nói, cả hai đều là những người chống lại hệ thống thống trị hiện hành, và đó chính là lý do họ bị tấn công nhiều như vậy. DeSantis, một đối thủ của Trump, cũng đã tỏ ra khá mở lòng với Kennedy, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, DeSantis tuyên bố rằng, mặc dù ông ta không thể trở thành phó tổng thống nếu DeSantis là tổng thống, nhưng DeSantis sẽ xem xét việc chỉ định Kennedy vào một trong những cơ quan liên bang cao nhất, quản lý về vaccine và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nếu tôi trở thành tổng thống, sẽ cân nhắc RFK Jr. cho vị trí tại FDA nếu ông ta muốn phục vụ, hoặc thậm chí ở CDC. DeSantis tuyên bố nhưng không phải ai của cộng hòa cũng ủng hộ RFK Jr. tại hội nghị thường niên của hiệp hội quốc gia quan chức được bầu và bổ nhiệm người latin ở new york cách đây ít tuần, Kennedy đã nhấn mạnh về di sản gia đình mình thảo luận về sự liên kết của cha mình với nhà lãnh đạo công đoàn Cesar Chavez và công việc mà chủ ông đã thực hiện ở các nước mỹ latin. nhưng trong bài phát biểu kéo dài gần 20 phút Ông không đề cập đến bất kỳ kế hoạch hay chính sách cụ thể nào của mình, hay nêu ra những vấn đề đặc biệt mà cộng đồng người Latin đang phải đối mặt. Thay vào đó, Kennedy đã dành phần lớn thời gian để kể về một sự kiện năm 2001 khi ông bị bắt cùng với nam diễn viên người Mỹ gốc Mexico Edward Olmos. Câu chuyện này nhằm kết nối với cộng đồng, đã gây thất vọng cho cả đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Mario Ceballos, Chủ tịch của một hội đồng hỗ trợ chính trị đại diện cho cộng đồng Latin, LGBTQ+, đã bày tỏ sự thất vọng sau khi nghe bài phát biểu của Kennedy và những quan điểm về thuyết âm mưu của ứng cử viên này. Khi tôi còn sống ở Mexico, gia đình tôi đã rất kính trọng tổng thống Kennedy. Sibalos nói, những gì ông con này đang đề xướng là những quyết định phiếm tục và rất nguy hiểm có thể gây tổn thương chính những người mà cha và chú anh ta đã dành cuộc đời mình để giúp đỡ. Và nội dung thời sự mà Thùy Linh vừa gửi đến quý vị cũng đã khép lại chương trình phần 1 của ngày 4 tháng 8. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Ngô Phong Today. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với video phần 2 trên channel Ngô Phong 247.